Hôm nay em về được một con xe đời rất là cao, sản xuất năm 2020 luôn các bác nhá. Chiếc xe được mang tên là Mitsubishi Outlander, hay còn gọi là Outlander. Xe rất là mới luôn, mới kính quang luôn nhá. Chưa một lỗi gì trên cái con xe này. Không một lỗi nhỏ nhá. Không một lỗi nhỏ. Với nước sơn bên ngoài là màu trắng và bên trong nội thất là màu đen. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của nó đây, nếu mà các bác đi ngoài đô thị thì nó chưa tới 5 lít nhá. Với hộp số tự động, số zig zag. Cần số tự động đây ạ. Và trên cái mẫu xe đời cao này thì cũng đã được lắp thêm một số những cái chức năng, một số cái option của xe. Đây các bác xem. Gương kính điều chỉnh điện USB, đèn lồi thông minh start top. Đây, phím bấm được tích hợp trên vô lăng. Và đây có vị trí cruise control, chân ga tự động, bật tắt tự động khi cần. Đấy, vô lăng của xe đây, rất là đẹp này. Mới kính quang nhá, khét đẹp luôn. Km của xe hiện tại đang được báo trên đây là 2.8 vạn và cũng là chuẩn luôn, chuẩn 2.8 vạn. 2.000, em nhận xin lỗi nhá, là chiếc xe này chạy được 2.821 cây. Đây, em quay gần một chút nữa này. Đây, 2.000 nhá, chứ không phải 2 vạn nhá. Em hay nói vạn nó quen rồi đúng không ạ? Cho nên là với chiếc này là cứ quen mồm nói thế thôi. Chứ còn thì nó là 2.000 các bác nhá, hơn 2.000 cây, chưa tới 3.000. Thảm sàn được lót thảm sàn 5D rồi. Ở dưới là sàn da các bác nhá, dưới là sàn da. Và được lót thảm sàn 5D ở trên. Một thảm sàn tốt luôn, lại tốt. Và ghế da cũng được trang bị ghế da loại tốt các bác nhá. Đấy, ghế da loại tốt luôn này các bác này. Bác nào hiểu về da nhìn đây biết ngay là loại tốt đúng không ạ? Ở đây thì cũng đã được trang bị cho mình những cái vị trí đây các bác xem. Hệ thống điều hòa ô tô, màn hình giải trí và trang bị rất là nhiều tu khí an toàn. Bên kia có tu khí nhá, và bên đây cũng vậy. Phanh ABS các thứ đầy đủ hết. Vị trí này là vị trí nỉ này. Vị trí này là vị trí nỉ nhá. Ở trên này là thiết kế là nhựa. Hệ thống gương kính chỉnh điện hết rồi. Đấy, xe thì hoàn toàn rất là mới luôn, như đập hộp luôn các bác nhá. Đấy các bác xem này. Đấy, như đập hộp. Bao test các kiểu, bao test mọi cái thứ cho các bác luôn. Chúng nó bao test các kiểu luôn nhá. Nội thất bên trong đây, mời các bác cùng xem nhé. Mẫu xe này máy chỉ có 1.2 thôi, cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, nội thất khoang, nội thất đẹp. Nội thất của xe thì các bác có thể nhìn thấy nó cũng rộng rãi đúng không ạ? Rộng rãi, khoảng cách giữa những cái hàng ghế với nhau nó hơi thưa một chút đúng không ạ? Gọi là nó rộng. Đấy, nó rộng, mình ngồi không bị vướng. Đây, phía sau đây. Nói chung là chiếc này thì không cần phải quay độ mới rồi. Chỉ cần quay cho các bác xem là chiếc xe này nó hình dáng nó ra làm sao thôi. Rồi dàn lốp vẫn theo xe nguyên hết các bác nhá. Đây là răng tăm. Đây cửa đóng rất là chắc chắn. Em mở cốp ra luôn nhá. Mở cốp ra luôn đi. Cốp máy gầm. Phần bên ngoài nữa. Ở đây là phần cốp bên trong này. Cốp rộng rãi đúng không ạ? Đây xem ở dưới đây là như nào nhá. Đây có một quả lốp dự phòng này. Quả lốp dự phòng ở đây là chưa chạm đất các bác nhá. Đây, chưa chạm đất. Đấy, có camera lùi đây. Đấy, được đặt ở đây này. Phần đầu của chiếc xe và phần đuôi của chiếc xe thì nhà thiết kế cũng đã thay đổi một số những cái vị trí đúng không ạ? Vị trí đèn này, đèn trước đèn sau và ở dưới đây được thiết kế những cái phần body. Trước này biển Hưng Yên và là gốc thành phố nhá. Mình mua về Sài Gòn, Hà Nội hoàn toàn rất là ok.
Đấy, đây là phần hình dáng bên ngoài của cái chiếc xe Mitsubishi này. Sơn xi của xe rất là bóng, rất là bóng đẹp nhá. Có sinh nhan gương các bác nhá, sinh nhan gương. Đăng kiểm tháng 4 năm 2023, rất là dài. Chiếc này hiện tại đang là có cái đăng kiểm dài nhất ở trong bãi bên em nhé, và cũng là đời cao nhất hiện tại đang ở bãi bên em luôn. Và với số tiền các bác bỏ ra là hơn 400 triệu một ít nhá, thì mình có thể là mua được chiếc xe này rồi. Hơn 400 triệu một ít thôi, không nhiều đâu ạ. Và bên em thì hỗ trợ trả góp cho các bác nhà mình từ đời 2014 trở lên. Đối với cái mẫu xe 2020 này thì bên em hỗ trợ trả góp lên tới là 6-70% luôn giá trị của xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe, quan tâm đến hình thức trả góp thì các bác alo cho bên em để bên em tư vấn nhé. Với cái tập tiền là hơn 400 triệu mà đã hỗ trợ trả góp cho các bác là đến 6-70% rồi, 6-70% rồi thì các bác bỏ ra thì rất là thấp đúng không ạ? Số tiền các bác bỏ ra ngay ban đầu rất là ít luôn. Mình có thể là sở hữu chiếc xe đời cao rồi. Đây, quay gần một chút phần đầu của chiếc xe này. Đây, ở dưới có thiết kế đèn led các bác nhá. Phần đầu của chiếc xe ăn chơi đời cao này thiết kế ra thì các bác có nhìn thấy nó trẻ trung và nó phong cách thời trang hơn đúng không ạ? Rồi bây giờ thì sẽ mở cửa ra cho các bác xem này. Và đây là phần nội thất bên trong nhá. Đấy, xe rất là mới luôn. Đấy. Các bác xem nhá. Chiếc này thì không cần phải nói gì nhiều rồi đúng không ạ? Đấy, chỉ bàn về giá thôi. Đọc đời, đọc tên xe, đọc km, thế là ra tiền thôi đúng không ạ? Dòng này đời cao thì nó như vậy. Các bác alo nhá, để có một cái giá tốt nhất. Xe như mới luôn đúng không ạ? Các bác mua xe tặng luôn hộp cổ trang. Chưa vặn vọ bất cứ con ốc nào trên con xe này nhá. Zin hết, zin nguyên toàn bộ cả xe luôn. Đấy, chưa làm lại một cái gì cả. Tất nhiên thì phần gầm cũng vậy đúng không ạ? Gầm sáng đẹp. Rồi các bác xem hết video nhá. Vừa làm quay gầm xong đó thì sẽ quay máy cho các bác xem. Đấy, đây là phần gầm nhá. Đấy, bây giờ em mời các bác xem phần động cơ. Chiếc xe với động cơ máy 1.2 thôi. Đấy, bản nhập Thái Lan các bác nhá. Chiếc xe này là bản nhập Thái Lan. Đấy, cabo này. Đấy, động cơ này. Máy thì bên em cũng cho vệ sinh qua loa rồi, nó sạch sẽ. Đấy, máy cũng vậy, nhưng rất là mới đúng không ạ? Chưa động chạm cà lê nào khu vực máy các bác nhá. Máy zin hết. Đấy, từ những con ốc cabo đây nữa các bác nhá. Đấy, chưa tháo gì. Kính của xe cũng vậy, đều là kính zin. Đều là kính zin nguyên bản theo xe. Và thì như vậy chiếc xe Mitsubishi Atroi này em cũng đã giới thiệu đầy đủ thông tin và chi tiết rồi. Thì mình cần biết thêm thông tin hình ảnh video và bất cứ về thông tin gì như là mua bán, vận chuyển sang tên đổi chủ, trả góp, bác alo cho bên em theo hai số là 0938586307 nhá và 0389000555 để được hỗ trợ. Địa chỉ thì mình tới 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương,
được xem toàn bộ những cái mẫu xe, những cái mặt hàng xe mà hiện tại đang có bãi bên em nhé. Rất là nhiều xe cho bác mình lựa chọn. Trong bãi đang có trên 100 đầu xe các loại nhé. Đợt tới thì bên em cũng sẽ làm thêm những mẫu xe đời cao. Vậy thì các bác hãy nhớ và xem và ủng hộ nhé. Vâng, em xin cảm ơn và xin gặp lại các bác vào video sau nhé.